Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Công nhận xuất trần gian ngộ thiệt đó. Nhà ai mà mở nhạc gì mà ôm sầm, làm hai cái chân ta nhảy mệt chết luôn đây nè. Mệt quá. Trời ơi. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tầng tầng tầng. Nhảy hoài vậy. Tầng tầng tầng. Quá mệt quá trời ơi. Ồ, hôm nay là ngày gì mà các bạn nhỏ của chúng ta đông và vui thế nhỉ? Ồ, nào là công chúa này. Trời ơi, các cả siêu nhân nữa này. Vui quá. Các bạn biết hôm nay là ngày gì không nào? Ngày gì đây các bạn? Ngày gì các con? Mùng 8 tháng 3 hả? Ủa? Đâu phải đâu, cô đâu có thấy bông hoa gì đâu mà mùng 8 tháng 3 hả? Không phải. Hôm nay là ngày gì các bạn nói to xuống nào? Noel hả? Càng không phải nữa, Noel mộng già Noel đâu. Không có thấy. Hôm nay là ngày gì? Cô cho các bạn nói lại một lần nữa thôi. Ngày gì nào? À, hôm nay là ngày Tết Trung Thu đấy các bạn ạ. À. Trung Thu dành cho các bé thiếu nhi. Mà các bạn biết anh là ai không nào? Anh là ai? Cục xí mũi hả? Ủa, ta vậy, nói ta là cục xí mũi trời. Nghĩ sao vậy? Ta là ai? Thằng bơm á? Trời ơi, ta thông minh, đẹp trai như thế này mà gọi là thằng bơm. Không phải đâu. Anh xin giới thiệu, anh là Cụi, biệt danh là Cụi đẹp trai. Thấy ta đẹp trai không? Quá đẹp chứ lị. Mệt quá. Mà các bạn ơi, hôm nay á, Cụi đi chăn trâu á. Kê, Cụi bỏ trâu luôn, Cụi đi chơi luôn. Thấy Cụi có giỏi không? Quá giỏi chứ lị. Cụi đang học bài á. Kê, Cụi bỏ Cụi đi chơi luôn. Thấy Cụi giỏi không? Giỏi không các bạn? Quá giỏi luôn đó. Bây giờ ta phải tranh thủ ở trần gian trăng thanh gió mát. Ta phải ngủ một giấc dài tận 2 ngày luôn. Mà các bạn ơi, mà lỡ xíu Cụi có ngủ á, ngủ quên á, mà lỡ chị Hằng có đi ngang qua đây á, thì các bạn nhỏ nhớ gọi thật là to lên để gọi Cụi dậy nha. Các bạn nhớ chưa? Thôi ta ngủ đó, mệt quá. Cụi ơi, Cụi ơi, Cụi đâu rồi ta? Chẳng chịu chăn trâu, chẳng chịu học bài mà đi đâu rồi ta? Các bạn nhỏ ơi, à các bạn nhỏ có thấy chú Cụi ở đâu không? Chỉ cho chàng Hiền nghe xem nào. Chú Cụi đâu? Cụi ơi, chú Cụi đâu nào? Đây hả? Đâu phải đâu, đây là gốc đa mà. Phải không ta? Cụi ơi, Cụi đâu rồi? À, Cụi đây rồi. Vậy mà nãy giờ ta tìm nãy giờ. Cụi ơi, dậy Cụi ơi. Chỗ coi, ai mà làm ồn ào ta để cho ta ngủ coi nào. Dậy đi, chị Hằng nghe đi ra. Chị Hằng nghe đây, dậy đi. Chị Hằng hả? Trời ơi, chị Hằng đi đâu mà hôm nay chị Hằng xinh đẹp, cu te phu mê quê. Trời ơi, hôm nay còn biết nịnh ta nữa cơ đấy. Thế Cụi chân trâu rồi trâu đâu? Trâu mất tiêu rồi. Cụi hư quá mẹ. Vậy thì Cụi đã học bài chưa nè? Cụi học bài rồi đó nha. Cô Cụi đến trường á, cô giáo khen Cụi học rất là đần luôn đó. Cụi á, Cụi làm toán được 1 điểm nè. Rồi môn tiếng Việt á, Cụi làm được 0 điểm. Tổng cộng 2 môn á, 2 số Cụi được 10 điểm á. Thấy Cụi có giỏi không? Vậy có phải là 10 điểm không mấy bạn? Phải không? Vậy thì Cụi hư quá mẹ. Vậy thì chị Hằng không cho đi chơi là đúng rồi. Cũng tại chị Hằng đó. Chị Hằng cứ cho Cụi đi chân trâu hoài à. Nên bây giờ Cụi học đần giống như trâu như bò luôn vậy đó. Chịu đâu. Vậy thì Cụi muốn đi chơi thì Cụi phải hứa với các bạn đi. Cụi hứa với các bạn như thế nào?
Vậy chị Hằng cho Củi đi chơi với nha. Củi hứa là từ nay á, Củi sẽ học bài thật là giỏi, thật là chăm ngoan nè, cũng giống như các bạn vậy đó. Các bạn phải học thật là giỏi nè, nghe lời bố mẹ nè, đúng chưa nào? Bây giờ Củi với chị Hằng có rất là nhiều bánh kẹo xuống đây chơi trung thu với các bạn đấy. Bây giờ các bạn có muốn cho chị Hằng và chú Củi đi chơi trung thu không nào? Cho mấy bạn, có cho chị Hằng và chú Củi chơi với mấy bạn không nè? Có không? Nếu cho thì các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn xem nào. Vỗ tay. Rồi đi chơi thôi. Kính thưa quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, vậy là một mùa trăm rèm nữa lại đến trong sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, với mong muốn tạo ra một sân chơi giải trí đầy bổ ích, mang lại cho các em học sinh tiếng cười sảng khoái và ý nghĩa nhất. Hôm nay, trường Mầm non Hoàng Mỹ tổ chức chương trình văn nghệ vui hội trăng rèm do toàn thể các em học sinh thể hiện. Chương trình văn nghệ vui hội trăng rèm hôm nay xin được phép bắt đầu. Vâng, và để mở màu cho chương trình văn nghệ vui hội trăng rằm ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị các em cùng thưởng thức tiết mục múa đầu tiên, đó là tiết mục múa lân do các bé trường mầm non tư thục Hoàng Mỹ. Xin được phép bắt đầu. Chiếc đèn ông sao là ai cũng biết trung thu sắp về đúng không nào? Từ khắp các nẻo đường ngõ xóm đều vang lên điệu trống phát nhịp nhàng quen thuộc. Mỗi lần ca khúc này cất lên, ai ai cũng cảm nhận được cái không khí vui tươi náo nức. Dù trải qua hơn nửa thế kỷ, chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn luôn sống mãi như một khúc ca không thể thiếu trong mỗi đêm hội trăng rằm. Xin mời quý vị phụ huynh cùng các em đến với tiết mục múa chiếc đèn ông sao do các em lớp chồi hai biểu diễn ạ. Chiếc đèn ông sao sao đắm cánh tươi màu, cán đầy rất dài cán cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, đầy ánh sáng vui chiếu sáng sáng ngời. Tung rinh 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 tung rinh rinh, ánh sao bạc hồ cả sáng nơi nơi. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, đầy ánh sáng
trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với cuộc thi Miss World 2023 do các người mẫu nhí đến từ lớp lá 1 biểu diễn. Xin được phép bắt đầu. Đầu tiên là thí sinh mang số báo danh 01 Bích Trâm đến từ Indonesia. Cô cao 1m11, cân nặng 15kg, sở thích của cô là ăn hàng và bơi lội. Xin cho một tràng pháo tay đi quý vị ạ. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 02 Thiên Phát đến từ Singapore. Thiên Phát cao 112cm, cân nặng 15kg, với số đo 3 vòng như 1. Sở thích của Thiên Phát là ăn kẹo múc. Bộ sưu tập này do nhà thiết kế đến từ Singapore. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 03 Bảo Nguyên đến từ Việt Nam. Bảo Nguyên cao 1m15, cân nặng 16kg. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 05 Thành Phong đến từ Thái Lan. Thiên Phong cao 111cm, cân nặng 14kg. Tiếp theo là số báo danh 06 Trúc Quỳnh đến từ Malaysia. Diễm Quỳnh cao 114cm, cân nặng 17kg. Sở thích của cô là nhảy dây và ăn kẹo. Trung Kiên cao 117cm, cân nặng 20kg, với số đo 3 vòng như 1. Bộ sưu tập này do người mẫu Canada sưu tập thiết kế. Tiếp theo là người mẫu mang số báo danh 08 Ngọc Hà đến từ Campuchia. Cô có chiều cao 117cm, cân nặng 16kg. Sở thích của Ngọc Hà là xem hoạt hình và đi chơi. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho Ngọc Hà xem nào. Tiếp theo chương trình là số báo danh 09 Minh Vương cao 117cm, cân nặng 22kg, đến từ Ukraine. Tiếp theo là số báo danh 09 Bảo Ngọc cao 114cm, cân nặng 20kg. Cô đến từ Philippines. Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho Ngọc Bảo Ngọc xin nào. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 10 Hà Mây cao
111cm, cân nặng 14kg. Với số đo là 13, 26 và 40. Cô có sở thích là đi ăn lẩu bò. Tiếp theo chương trình là thí sinh mang số 11, Nhật Tùng. Nhật Tùng đến từ China. Nhật Tùng cao 117cm, cân nặng 25kg. Sở thích của Nhật Tùng là xem hoạt hình. Chúng ta cho một tràng phổ tay để cổ vũ cho thí sinh Nhật Tùng xem nào. Tiếp theo là thí sinh mang số 11, Minh Phúc. Minh Phúc đến từ Na Uy. Minh Phúc cao 120cm, cân nặng 22kg. Sở thích của Minh Phúc là thích siêu nhân và xem múa lân. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 13, Diễm My. Diễm My đến từ Croatia. Diễm My cao 1m17, cân nặng 18kg. Sở thích của Diễm My là bơi lội và nhảy dây. Và cuối cùng là thí sinh mang số báo danh 14, Minh Tường. Minh Tường đến từ New Zealand. Minh Tường cao 118cm, cân nặng 25kg. Sở thích của Minh Tường là thích xem hoạt hình và siêu nhân. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho Minh Tường nào. Bring the light.
Thuộc do khán giả bình chọn. Thí sinh nào đạt giải nhất nè? Thí sinh mang số báo danh 06 đến từ New Zealand, chúng ta cho một tràng pháo tay xem nào. Thí sinh 06, múa bé vẽ ngôi sao do các bé lớp mầm biểu diễn, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nha. Lanh trên cao, bé ve trăng vàng tròn như chiếc phao. Bé ve hàng rào trăng trăng quanh nhà, ve những nụ cười của mẹ của cha. Bé ve bông hoa nhỏ xíu trong vườn, bé ve con đường ngày mai đến trường. Bé ve cô giáo với chiếc áo dài, ve những người bạn thân yêu biết bao. Vẽ ngôi sao lấp lánh trên cao, bé vẽ trăng vàng tròn như chiếc phao. Bé vẽ hàng rau trăng trăng quanh nhà, vẽ những nụ cười của mẹ của cha. Bé vẽ bông hoa nhỏ xíu trong vườn, bé vẽ con đường ngày mai đến trường. Bé vẽ cô giáo với chiếc áo dài, vẽ những người bạn thân yêu biết bao. Ngôi sao lấp lánh trên cao, bé vẽ trăng vàng tròn như chiếc phao. Bé vẽ hàng rau trăng trăng quanh nhà, vẽ những nụ cười của mẹ của cha. Bé vẽ bông hoa nhỏ xíu trong vườn, bé vẽ con đường ngày mai đến trường. Bé vẽ cô giáo với chiếc áo dài, vẽ những người bạn thân yêu biết bao. Là tiết mục múa Em đi xem hội trăng rằm do các bé đến từ lớp chồi một biểu diễn. Sau thật to, người ta đi đứng thật nhiều.
Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài múa Về Miền Cổ Tích do các bạn đến từ lớp lá 2 biểu diễn.
ta sẽ đến với tiết mục múa Lòng đèn trung thu do các bạn lớp chờ một biểu diễn. Che thấy chú cụi già ngồi chơi bên góc đèn. Trung thu ai cũng ra chơi ngoài sân bên mẹ cha, có ông với bà ngồi xem và uống trà. Chơi vui thật vui, lồng đèn lung linh, lồng đèn lấp lánh, rực rỡ trong đêm như muôn vì sao. Cùng hàng tung tăng chạy xe mua lần, cùng chuyền tay nhau ăn chung hộp bánh. Trung thu, trung thu trăng sáng trong, to thật to trên ngọn tre, thấy chú cụi già ngồi chơi bên góc đèn. Trung thu ai cũng ra chơi ngoài sân bên mẹ cha, có ông với bà ngồi xem và uống trà. Lồng đèn ngôi sao, lồng đèn cá chép, lồng đèn xe tăng bầy bầy thật to, lồng đèn thiên nga và bướm bướm này cùng cầm trên tay. Chơi vui thật vui, lồng đèn lung linh, lồng đèn lấp lánh, rực rỡ trong đêm như muôn vì sao. Từng hàng tung tăng chạy xe mua lần, cùng chuyền tay nhau ăn chung hộp bánh. Trung thu, trăng tròn tròn, trăng xinh xinh,
vầng trăng xanh chiếu soi ngàn nơi, trăng tròn tròn treo giữa trời, vầng trăng vui chào đón trung thu, trăng gọi mình chung câu ca cùng tuổi thơ mãi mãi yêu nhiều hơn, cho thêm đồn ràng cho tranh thắm người mùa trung thu tràn chứa thêm tình. Trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, cho bao đêm trung thu mãi thêm vui mãi thêm tình. Nghe kể rằng đêm hôm xưa vầng trăng đó có cô Hằng Nga, có chàng cùi mê mẩn nàng bò trần gian lên sông cung trăng, mong một ngày không xa đâu rồi em sẽ với chú Phi Hành ra lên thăm chị Hằng, lên thăm chú cùi và cùng nhau vui hát đêm rằng. Trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, cho bao đêm trung thu mãi thêm vui mãi thêm. Treo giữa trời vầng trăng vui chào đón trung thu, trăng gọi mình chung câu ca cùng tuổi thơ mãi mãi yêu nhiều hơn, cho thêm đồn ràng cho tranh thắm người mùa trung thu tràn chứa thêm tình. Trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, cho bao đêm trung thu mãi thêm vui mãi thêm. Vầng trăng đó có cô Hằng Nga, có chàng cùi mê mẩn này bò trăng lên sông cung trăng, mong một ngày không xa đâu rồi em sẽ với chú Phi Hành ra lên thăm chị Hằng, lên thăm chú cùi và cùng nhau vui hát đêm rằng. Trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, cho bao đêm trung thu mãi thêm tình. Trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, trăng ơi trăng ơi trăng sáng mai nhé, cho bao đêm trung thu mãi thêm vui mãi thêm tình. Vâng, kết thúc chương trình sẽ là tiết mục múa cây đa quán dốc do các bé lớp lá hai biểu diễn. Trèo lên quan dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa, nghỉ chân tem ba miếng trầu vùi đầu tay không để ngắm sao trời.